Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới lúc này, Linh Mục Nguyên Tổng Đại Diện lên tiếng về hiện tượng lạ vừa xảy ra tại giáo phận Kon Tum. Xin cầu nguyện cho đời sống đạo của giáo dân lúc này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Đông, vị linh mục yêu mến của đồng bào sắc tộc nơi vùng đất Tây Nguyên, ngài là nguyên cha tổng đại diện của giáo phận Kon Tum vừa phát biểu về điều được cho là khuôn mặt Chúa hiện diện trên thân cây si gây xôn xao cộng đồng vừa qua. Ngài viết, tâm sự cá nhân về chuyện xôn xao hình gương mặt Chúa Giê-xu trên thân gốc cây si tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai. Tối 11 sáng 12 tháng 9 thì được đưa về khuôn viên nhà thờ Xê Đăng, E Lũ, cách chợ khoảng 2 km thuộc xã Nghĩa Hưng. Cuộc di rời ban đêm nên dân chúng không hay biết, cha xứ và một số người trong làng thì biết. Tôi từng là cha xứ làng Xê Đăng suốt 19 năm, từ năm 1986 đến 2005. Làng được thành lập năm 1987, cha xứ kiêm nhiệm chứ không ở tại chỗ. Làng cách thành phố Pleiku, nơi tôi ở khoảng 15 km. Tôi làm mục vụ tại Pleiku 32 năm. Mấy ngày xôn xao vừa qua, tôi chỉ xem hình ảnh và các clip trên mạng, chứ không đến mục thị tại nơi có sự việc. Tôi được nhiều người, lương có, giáo có, đặt những câu hỏi đại loại như sau. Cha nghĩ sao về sự việc này? Tại sao chuyển cây về nhà thờ và ai là người chuyển? Vì nghe nói cây đó đã được tặng cho nhà chùa. Về câu, khi được hỏi cha nghĩ sao thì tôi nói, ông nghĩ sao thì tôi cũng nghĩ như vậy thôi, mà con đâu có biết nghĩ sao thì tôi nói là tôi cũng không biết phải nghĩ sao cả. Thôi để thời gian trả lời, nếu hình ngẫu nhiên tạo thành ít bữa nó sẽ hết thôi. Xem hình thì rõ ràng là khuôn mặt của Chúa Giê-xu giống khuôn mặt của Chúa Giê-xu nơi khăn liệm ở Turin. Người công giáo thì tức khắc nhận ra khuôn mặt đó là của ai, khỏi cần phải giới thiệu. Về câu hỏi thứ hai, chính quyền địa phương chuyển cây đó ra khỏi chợ là điều rất đúng và cần thiết vì dân chúng tập trung ban ngày và cả ban tối làm mất trật tự. Bên kia đường phía trước chợ là trường học cấp 1 và 2 nên ảnh hưởng không tốt về nhiều phương diện. Có điều là chính quyền có thể phá bỏ cây đó rất dễ dàng nhưng lại âm thầm trong đêm chuyển đến nhà thờ Xê Răng. Nghe nói là nhà thờ không phải tốn kém gì cả, thích thật đó. Thành thật mà nói, nếu ai hỏi tôi có thích cây đó hay không, thì tôi trả lời là rất thích. Cây si sống rất khỏe, tan lá đẹp và sum xuê, mùa nào cũng xanh mướt, tạo bóng rất mát. Lá ít rụng, lại nữa hiện giờ trên thân cây, sao lại có khuôn mặt của Chúa Giê-xu mà tôi tin thờ suốt đời, tôi coi như làng Xê Đăng rất là may mắn vậy. Còn chuyện người Xê Đăng sao lại có mặt ở vùng người Gia Rai? Đất của bộ tộc Xê Đăng là ở các huyện phía bắc tỉnh Kon Tum như Đắc Tô, Tum Mơ Rông, Ngọc Hồi, cũng có ở Đắc Lây. Người Xê Đăng rất mạnh mẽ, rắn giỏi và cương quyết. Bây giờ người Xê Đăng có khoảng chừng 250.000 người, rất đông là người công giáo từ cả hơn thế kỷ. Tỷ lệ đi học cũng đông, có nhiều ơn gọi, nhất là nữ giới. Khoảng năm 1940, người Pháp lập đồn điền trẻ ở Biển Hồ, xã Nghĩa Hưng bây giờ. Các linh mục Pháp bèn giới thiệu người Xê Đăng đến đây làm công nhân. Họ được lập làng sát Biển Hồ Pleiku, có nhà thờ cho riêng họ. Năm 1955, vì thời cuộc, người Pháp bán lại cho người Hoa. Năm 1975, thì nhà nước quản lý. Trải qua bấy nhiêu người chủ, người Xê Đăng vẫn là công nhân. Đến năm 1987 thì chính quyền địa phương và lãnh đạo đồn điền di rời làng vào chỗ bây giờ, nơi cây si được đưa đến đây mấy hôm. Tôi vất vả cùng với dân làng những năm rất khó khăn này, đất đai khô cằn, lương thực thiếu thốn, nước sạch không có, trường học thì xa, chợ búa cũng xa, mà đối với dân làng, cái thiếu nhất là không có nhà thờ. Nhà thờ đang có là cái thứ ba, cái thứ nhất là cây chặt trong rừng và chết đất, một trận mưa lớn có gió mạnh sập vách luôn. Cái thứ hai bằng gỗ vuông mua ở tiệm. Nét gỗ này làm nhà cha xứ ở bây giờ và cách thứ ba đẹp nhưng chúng ta thấy trong hình mấy bữa nay được xây dựng cách đây hơn 10 năm. Tôi đã xây dựng trường học đầu tiên cho làng, ngành giáo dục đồng ý cho thầy cô đến dạy hết lớp 3 tại đây.
Năm 1994, chúng tôi, nghĩa là với dân làng, đem nước sạch từ trên núi xuống tới làng cách đó gần 3 km. Nước chảy liên tục 24/24, tha hồ uống, tha hồ tắm giặt, bớt ghẻ ngay. Chúng tôi tập trung vào chăn nuôi và dạy khai thác lợi tức từ phân chuồng và phân xanh. Chúng tôi cố gắng mở nhà trẻ trong làng để các em làm quen với tiếng Việt và quen với kỷ luật trường lớp để sau đi học được dễ hơn. Nhà trẻ cũng hơn 10 năm rồi, nhà thờ trả lương cho các cô giáo. Các linh mục dòng Francisco đã phục vụ quá tốt về mọi lĩnh vực. Có một tu sĩ của dòng tên là Nguyễn Đình Phục, có bằng cấp về y tế đã miệt mài cho người nghèo, cho bệnh nhân, nhất là người Phong, rất tuyệt vời. Tu sĩ Phục đã qua đời và ngôi mộ cũng chung chỗ với dân làng. Cha xứ làng Xê Năng nhận được cây thì mừng mà cũng thấy băn khoăn vì thiên hạ đồn nhau đến nhà thờ đông quá gây ồn ào, mất đi sự yên tĩnh nơi thờ phượng. Theo tôi nghĩ thì thời gian đầu họ đến vì tò mò, vì tin gì đó, rồi sau này sẽ không tới nữa đâu. Có nhiều người chưa thấy khuôn mặt Chúa Giê-xu như thế nào thì có thể thông qua sự cố này lại biết gương mặt của Chúa Giê-xu. Chúc anh em làng Xê Năng an lu sống đạo đức để trở nên gương tốt cho những ai đến với làng mình cả lương lẫn giáo. Xin cảm ơn quan điểm của cha. Vậy đây có được cho là phép lạ hay không? Cha giáo Nguyễn Khắc Hy nhận định. Mà khi mình đã tìm, người ta nói ngưu thì tầm ngưu, mã thì tầm mã. Nếu mình thật sự muốn tìm những cái nhóm này, trước sau cũng có người phong cho. Điều có cái tôi chắc chưa nói ra là tôi đã biết không phải của giáo hội Công giáo La Mã. Và tôi biết chắc một điều đây là những nhóm ly khai. Mà không những nhóm ly khai mà nó trời ơi đất hỡi, tội nghiệp cho ông này. Thưa cha, con có câu hỏi là gần đây có hai hiện tượng mà không biết là thiệt hay là giả. Hiện tượng thứ nhất là cha Francisco Trương Bụi Diệp chết rồi làm phép lạ rất nhiều. Và hiện tượng thứ hai là cha Trần Đình Long của Lòng Chúa Thương Xót. Bây giờ cũng không nghe giáo quyền nói gì là đúng hay sai, thì con không biết là cha nghĩ như thế nào. Tôi muốn hỏi cái câu hỏi trước. Thứ nhất là anh nói nè ha, tôi chỉ lặp lại lời nói của anh, và đương nhiên cái câu trả lời của tôi thì nó mang tính chất thần học cũng như là giáo huấn của giáo hội. Cái câu hỏi của anh, cái thứ nhất là cha Trương Bửu Diệp làm phép lạ rất nhiều, có đúng không? Dạ. Vâng. Thì cái câu trả lời của tôi là tôi không biết. Cái lý do tại sao? Bởi vì đối với giáo hội Công giáo, cái từ phép lạ nó phải được công nhận bởi giáo quyền. Chứ không phải là cứ mình nhìn ra đó rồi thấy có một người tự nhiên xuống đó què chân đứng dậy đi được là phép lạ, không phải. Không phải. Cái thứ hai, cái này là tôi nói ngay trong thời kỳ Chúa Giê-xu đó, đâu có phải chỉ có một mình Chúa Giê-xu làm được phép lạ. Ngôn sứ của Ba An nó cũng làm được vậy. Ma quỷ nó cũng làm được vậy. Nó nói Chúa Giê-xu cứ nhảy đi rồi có sa tiên nhảy xuống đi rồi nó cho cái này cái kia. Cái quan trọng là làm sao mình biết được cái đó là của Chúa Thánh Thần. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, thời kỳ của Chúa Giê-xu chúng ta có nhớ là khi Chúa Giê-xu gửi các môn đệ đi ra, 72 môn đệ ra để mà đi rao giảng, Ngài ban cho các ông quyền trừ quỷ rồi quyền chữa lành bệnh. Rồi biết sau khi các ông đi về, các ông kể Chúa Giê-xu làm sao nghe, nhớ không? Nó quên rồi đi. Có nhớ không? Quên rồi đó. Thật sự có đọc đâu mà nhớ mà quên. Sau khi Chúa Giê-xu sai mấy ông đi ra rao giảng, mấy ông trở về mấy ông nói Chúa ơi vui lắm, tụi con làm được nhiều việc. Mà có một cái con bực mình là cái thằng bên cạnh làng kia nó cũng nhân danh thầy mà trừ quỷ, nó làm được chứ đâu phải chỉ có tụi con. Đừng nghĩ rằng chỉ có những người Công giáo mình mới làm được. Và đó là cái điều tại sao mà giáo quyền bắt mình phải có cái sự điều tra dưới con mắt của giáo quyền. Cho nên cái câu nói của anh có nhiều phép lạ thì tôi trả lời tôi không biết, là bởi vì sao? Nếu giáo quyền không công nhận thì những điều mà anh cho là phép lạ chưa chắc nó đã là phép lạ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, điều kiện phép lạ của giáo quyền nó khác lắm anh à. Tôi nói ví dụ như thế này. Thế nào gọi là một phép lạ? Một vài những yếu tố mà chúng ta đưa ra chứ không phải của người ta. Là cái thứ nhất, nó phải là một điều không giải thích được về khoa học và rõ ràng. Thứ nhất. Cái thứ hai, nó phải có tính cách tức khắc chứ không phải từ từ. Tôi nói ví dụ đang đau đầu một cái hết liền, đang ung thư một cái hết liền, còn nếu nó kéo dài 5 ngày mới hết không được. Cái thứ ba, không những chỉ có nó chấm dứt mà nó có tính cách vĩnh viễn. Nếu trường hợp nó kéo chừng tháng nó trở lại bệnh không là phép lạ. Anh thấy không, giáo quyền của mình khác với bên ngoài.
Tôi nói ví dụ bây giờ tôi tới tôi đau, 5 ngày sau tôi lành, họ không kêu đó là phép lạ. Anh có thể gọi là phép lạ, giáo hội không công nhận. Phép lạ của giáo hội nó có những cái tiêu chuẩn khi đọc về giáo luật. Nó phải tức khắc, nó phải kéo dài. Còn bây giờ tự nhiên tôi hết đau ruột, tự nhiên tháng sau tôi đau lại, nó đâu phép lạ. Cho nên những cái mà mình nói chuyện với nhau thì nó nhiều lắm. Vậy thì nếu trường hợp mà giáo quyền công nhận phép lạ thì lúc đó tôi sẽ trả lời. Còn bây giờ giáo quyền chưa công nhận thì tôi không biết. Cho nên cái việc mà tôi thì tôi tin là cha Trương Bửu Diệp là một vị thánh. Thánh đây tôi ý muốn nói là cuộc sống thánh thiện giống như anh chị em đây nè. Cho nên cái cuộc sống của Ngài cũng đáng cho mình noi gương. Rồi cái việc mà người ta đến cầu nguyện được nhiều ơn thì có thể đó là do qua cái lời cầu bầu của Ngài, cũng có thể là do tự niềm tin của họ, Chúa thưởng cho họ. Còn cái việc Ngài làm phép lạ thì như tôi nói, phải có thẩm quyền của giáo hội. Và như tôi đưa ra một vài những cái tiêu chuẩn để anh thấy cái định nghĩa phép lạ của giáo hội nó khác lắm. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.